Hai, thầy cô bác mến chào cô chú anh chị và các bạn dân xa trong miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách để mà chế một cái bản lề nha cả nhà. Thì cái bản lề này đó là bản lề thông minh, nó tự gài nha cả nhà. Thì những cái cánh cửa mà sổ cửa đi để mình làm chế một cái bản lề tự gài như thế nào thì mình cũng mời cả nhà xem theo dõi mình làm như thế nào nha, để mình biết một cái bản lề thông minh tự gài nha cả nhà. Cả nhà thấy video của mình có hay và hữu ích nhớ đăng ký và chia sẻ và cho mình một like nữa nha, mình chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi mời cả nhà xem theo dõi mình làm như thế nào nha.
Cả nhà ơi, thì mình đã chế được một cái bản lề là thông minh nha cả nhà. Thì bản lề thông minh tự tự phá chốt lại nha. Thì cái bản lề này mình để dùng là cửa sổ nè, hoặc là cửa đi mà dưới chỗ nhiều gió đó cả nhà. Thì mình ở đây có cắt một cái rãnh nè ha. Thì bản lề này là cắt rãnh. Thì cái bản lề này thì mình chế rất cũng là công phu nha cả nhà, nó cũng có cái chốt ở trong đó. Thì mình đóng lại thì mình mở ra đây đó, ví dụ như mở ra đấy, rồi mở ra thì mở ra với một cái góc độ như vậy, thì cái chốt ở trong nó có một cái chốt nó tự ngắt lại nha cả nhà. Thì nó đây là mình mở là tức nghĩa là đó, mình mở là cánh thẳng ra nha. Đó. Mình mở cánh thẳng ra. Cái này là mình chỉ làm là mô hình ví dụ cho cả nhà xem thôi nha. Thì mình chế cái bản lề tự khóa nha cả nhà. Thì tới đây là nó không có qua lại là nó cứng ngắc rồi, nó chỉ vậy thôi. Gió cỡ nào gió nó cũng giữ yên. Thì ở trong này nó có một cái chốt cho cả nhà xem nha. Ở đây. Đây là một cái chốt khóa này nè cả nhà. Thì mình lắp lúc nào cái chốt này nó cũng ôm sát vô trong cái khung bao, thì nó tới đây là nó sẽ khóa lại. Mình muốn mở ra nữa thì mình phải kéo xuống nè, mình kéo xuống thì nó sẽ qua, nó qua mà tới cái góc độ tới đây thì tự động nó nhảy lên. Thì tới cái góc độ như vậy đó, thì cái cửa mình không có vô ga được nha cả nhà, nó giữ giữ yên ở đây, gió cỡ nào gió cũng phải giữ ngay chân cái chốt này. Đây, cái chốt này là nó sẽ tự động gài lên, còn khi mình đóng lại thì mình sẽ kéo cái chốt này xuống đó. Cái chốt này xuống thì cái chốt này nó giữ yên đây, nào mình đóng nó tới chỗ mà cánh cửa mà nó thẳng ra thì nó sẽ tự động nhảy vô, còn khi mình ship lại thì mình đóng cửa lại thì mình kéo cái chốt này xuống cái nữa thì mình sẽ đóng lại nha. Đây. Nó sẽ đóng lại. Rồi, đó, như là cái bản lề rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, mình cũng kết thúc clip nha cả nhà. Hẹn cả nhà lại những clip tiếp theo nha. Bye bye.